hồng hoang bắt đầu kịch thấu hỗn độn trung nghệ chi chúa bắt đầu kịch thấu hỗn độn chung nghe chọn bộ tại mê audio com hồng hoang bất chu sơn vu tộc bàn cổ ngoài điện hình hạo hình hạo kèm theo một đạo gấp rút tiếng hô vang dội có thể thấy một tên khiêng búa đại hán vội vã chạy tới đợi đến bên hồ duyên hình thiên nhìn phía xa dựa vào tại dưới bóng cây thả câu nam từ đáy mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ tiếp theo gom góp tiến lên nói hình hạo lại cho ngươi nói chúng yêu tộc những cái kia hạ lông xúc sinh thật đang nhìn trộm bất chu sơn vừa mới nhận được tin tức đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tại bất chu sơn đỉnh tìm tới một cái cửa vào tựa hồ là cái gì tam thập tam trọng thiên hiện tại chính cùng chư vị tổ vu đánh nhau đây nghe được hình thiên nói ngồi ở chỗ đó hình hạo lông mày hơi nhíu lại tiện tay ném đi mất cần câu đứng lên duỗi lưng một cái ánh mắt phức tạp nói tam thập tam trọng thiên gia yêu đình xây dựng ở tức nói như vậy vụ yêu đại chiến cũng nhanh a à, hình hạo cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương vu tộc mà là một cái xuyên việt già tám trăm năm trước hắn xuyên việt đến vu tộc trở thành một tên không có nguyên thần vu điều này cũng liền thôi, cường đại vu coi như có cùng tu sĩ sức đánh một trận, có thể một mực hắn huyết mạch cực kỳ đục ngầu, sau này chọc khí tỷ lệ qua lớn. Đưa đến hắn chỉ là một cái thái ất kim tiên cấp bậc tiểu vu. 800 năm thời gian, hình hạo thử đủ loại biện pháp, nhưng cuối cùng lại cũng cuối cùng đều là thất bại, cho dù là nuốt vào một giọt tổ vu đế giang tinh huyết. Lại cũng không cách nào đánh vỡ huyết mạch gông xiềng đến đây hình hạo bình thường trở lại toàn bộ người tiến nhập cá mặn mô thức mỗi ngày liền thủ hộ tại bàn cổ ngoài điện vô sự hồi nhỏ sau liền câu được câu cá phơi một chút thái dương đến mức mạnh lên cái gì hắn đã hoàn toàn từ bỏ dù sao tại hắn trong trí nhớ bàn cổ điện chính là bàn cổ đầu lâu biến thành cho dù là thật vui yêu đại chiến hắn trốn ở trong đó nói cũng có thể bảo toàn tính mạng có thể bình thường trở lại là một chuyện, sự tình chân chính phát sinh lại là một chuyện khác. Tám trăm năm thời gian, hình hạo mặc dù có ý sơ viễn tộc nhân khiến bản thân giữ vững lạnh lùng tâm, có thể lại cũng vẫn là không cách nào làm đến chân chính vô tình. Tỉ như trước mắt hình thiên, vô luận hình hạo như thế nào không chào đón hắn, có thể cái sau mỗi lần đều không có ra không mặt mũi gom góp trên tới, thỉnh thoảng kéo hắn đi chơi, đi uống rượu nói không quan tâm này là không thể nào cái gì yêu đình cái gì vu yêu đại chiến hình thiên không biết nhìn về phía hình hạo thần sắc có phần là nghiêm túc nói hình hạo ngươi lại tại nói mê sảng liền những cái kia hạ lông xúc sinh cũng xứng cùng ta vu tộc là địch hình hạo đừng sợ ta đã tấn cấp đại vu dù là những yêu tộc kia hạ lông xúc sinh tới huynh đệ ta cũng bảo vệ được ngươi nghe vậy hình hạo khóe miệng không khỏi co lại che lại bản thân. Cho dù là tổ vu đều không nhất định làm lấy được, huống chi hình thiên còn vẻn vẹn là đại vu. Dù là biết được vu yêu đại chiến thời điểm hình thiên sẽ không chết, có thể hình hạo vẫn là có phần là lo lắng, dù sao vạn nhất bởi vì bản thân xuyên càng ngày càng sinh hiệu ứng hồ điệp. Chuyện kia liền đại điều. Nghĩ tới nơi này, hình hạo tức khắc liền mở miệng nói. Khác, gặp vu yêu đại chiến, ngươi trốn xa điểm tốt tuyệt đối không nên gom góp tiến lên chịu chết chịu chết. con ngươi co rụt lại, hình thiên có chút ngạc nhiên nói. như vậy nghiêm trọng, yêu tộc những cái kia hạ lông xúc sinh có dạng này lực lượng, nghe vậy hình hạo không khỏi lật mắt trợn trắng. yêu tộc đây chính là không chút nào kém cỏi hơn vu tộc tồn tại mặc dù bây giờ hồng quân còn chưa chứng đạo giữa thiên địa tu sĩ cực hạn còn vẻn vẹn là đại la kim tiên dùng vu tộc tổ vu cường đại nhục thân có thể xưng là hồng hoang một bá có thể một ngày hồng quân chứng đạo thành thánh đến lúc đó chuẩn thánh cường giả vừa ra vu tộc ưu thế đem không còn sót lại chút gì nhất là cầm tay tiên thiên trí bảo hỗn độn trung đông hoàng thái nhất, căn cứ ghi chép, hắn một cái người liền có thể đè ép 7 đến 8 cái tổ vu đánh, vạn nhất tới một cái thất thủ ném ra hỗn độn trung. Vậy mình đám người tuyệt đối là muốn lạnh. Không được, đến nhắc nhở một chút hình thiên, không phải vậy dùng cái này ra hỏa lỗ mãng tính cách, đến lúc thật đúng là khả năng đi chịu chết nội tâm lẩm bẩm một câu hình hạo nhìn vẫn là một mặt không tin hình thiên một cái tiếp theo mở miệng nói hình thiên ta đã nói với ngươi ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ quẩn đi tìm đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất phiền toái cái này đế tuấn thì cũng thôi đi nhưng đông hoàng thái nhất tay cầm tiên thiên trí bảo hỗn độn chung đây chính là khai thiên tam bảo một trong mặc dù hắn không có vận dụng nhưng một ngày xuất thủ tuyệt đối là không có bất kỳ sinh tồn có khả năng tiên thiên trí bảo hỗn độn chung đột nhiên một đạo một chút bối rối thanh âm từ một bên truyền tới theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp tổ vu hậu thổ ăn mặc một bộ màu vàng nhạt quần dài đứng ở nơi đó giờ phút này thần sắc có chút kinh ngạc nói hình hạo như lời ngươi nói là thật phụ thần lưu xuống tới thiên trí bảo hỗn độn chung tại đông hoàng thái nhất trên thân tổ vu hậu thổ nàng làm sao sẽ ở đây con ngươi co rụt lại hình hạo sợ ngây người vừa mới hình thiên không phải nói tổ vu tại bất chu sơn đỉnh cùng đế tuấn đông hoàng thái nhất đại chiến sao sau khi khiếp sợ hình hạo cùng hình thiên cũng cấp tốc hồi thần lại tới khom mình hành lễ nói bái kiến hậu thổ tổ vu bái kiến hậu thổ tổ vu miễn lễ khoát tay áo hậu thổ dậm chân đi tới hình hạo trước người thần sắc có phần là kích động nói hình hạo như lời ngươi nói có phải là thật hay không là gật gật đầu hình hạo không biết hậu thổ là gì kích động như thế bất quá đã nói đến nơi này này hắn cũng sẽ không giấu giếm cái gì lúc này nói ra hỗn độn chung là đông hoàng thái nhất cộng sinh trí bảo bất quá hắn là che giấu tai mắt người đem bề ngoài biểu sửa đổi một chút lấy tên đông hoàng trung đông hoàng trung nó liền là hỗn độn chung kinh hô một tiếng, hậu thổ hít thở với giờ phút này gấp rút, toàn bộ người ngo ngoe muốn động nói. Quá tốt, hỗn độn chung xuất hiện, vậy ta vu tộc nhất định muốn cầm lại phụ thần di vật. Vừa nói, hậu thổ cũng không trần chờ quay đầu nhìn về phía hình thiên nói. Hình thiên, đi triệu tập toàn bộ đại vu chạy tới bất chu sơn đỉnh, là. Đáp ứng, hình thiên không dám thất lễ, theo hình hạo lên tiếng chào hỏi, vội vã liền rời đi ta hiện tại liền đi đem tin tức này nói cho chư vị huynh trưởng, nhất định đem đông hoàng thái nhất lưu xuống tới, cầm lại phụ thần di vật. Đợi hình thiên rời đi, hậu thổ cũng không lưu lại, xoay người liền vội vã rời đi bàn cổ điện phạm vi, cấp tốc hướng bất chu sơn đỉnh chạy đi. Cái gì tình huống? Hậu thổ làm sao sẽ như thế quan tâm hỗn độn chung? há to miệng hình hạo một mặt kinh ngạc hắn có thể nhớ kỹ vu tộc không có nguyên thần cho dù là tiên thiên trí bảo cũng không có cái gì chim dùng điểm này từ bàn cổ điện bảo khố bên trong chất đống rất nhiều tiên thiên linh bảo đều sinh đất nhưng không có người dùng liền có thể nhìn ra được đinh kịch thấu cải mệnh hệ thống kích hoạt đinh chúc mừng ký chủ kịch thấu thành công phát cho tân thủ đại lễ bao một phần đinh tân thủ đại lễ bao mở ra đinh Chúc mừng ký chủ lấy được bàn cổ tâm huyết một giọt, đinh. Chúc mừng ký chủ lấy được bàn cổ mở thiên tâm đức một phần, đinh. Chúc mừng ký chủ lấy được sau này công đức trí bảo. Hồng mông lượng thiên xích, đinh. Khen thưởng vật phẩm đã phát cho tại hệ thống trong không gian, ký chủ có thể tự động nhận lấy. Hồng hoang, bắt đầu kịch thấu hỗn độn trung nghệ chi chúa tổ vu chiến kim ô, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com hệ thống, bàn tay vàng, hơi sững sờ, hình hạo trên mặt tức khắc lộ ra một cái rung động biểu tình. Rất lâu, hình hạo mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ bản thân gương mặt cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, nhưng trong miệng ngâm mắng lại cũng buột miệng nói ra, hệ thống đại gia ngươi, 800 năm. Chọn vẹn 800 năm, người mẹ nó chạy chỗ nào, người biết cái này 800 năm ta là thế nào qua tới sao? Người biết ta mất đi cái gì sao? Giờ khác này, hình hạo thật vất vả dưỡng thành cá mặn tính cách hoàn toàn nổ tung. 800 năm, chọn vẹn 800 năm chờ đợi. Nếu như xuyên Việt ban đầu liền có hệ thống hộ giá hộ tống, hắn cái này 800 năm thời gian làm sao sẽ một mực đình chỉ tại thái ất kim tiên tầng thứ. Đinh, hệ thống năng lượng tiêu hao hết nhân cách hóa thất bại, đinh. Hệ thống nhân cách hóa chức năng tan vỡ, gần số liệu hóa, đinh số liệu hóa thành công thỉnh ký chủ tự động xem xét hệ thống quy tắc cái gì tình huống hệ thống bang bên trong lòng căng thẳng hình hạo khẩn trương lên tới cũng bất chấp chửi rủa cái gì vội vàng liền tiến hành xem xét lên tới kịch thấu cải mệnh hệ thống có thể kịch thấu chưa đem đổi lấy tích phân mà tích phân thì có thể hối đoái vạn vật còn tốt còn tốt nó còn tại nhìn thấy nơi này hình hạo tức khắc thở một hơi hắn thật đúng là sợ hệ thống này trực tiếp đem bản thân chơi không chuyện kia có thể lớn chuyện bất quá mặc dù như thế nhưng hệ thống lại cũng vẻn vẹn còn lại số liệu hóa cùng hối đoái bảng năng lực nhưng hình hạo lại không để ý thậm chí có chút ít vui mừng kiếp trước hắn là một cái tiểu thuyết mê, có thể rõ ràng hệ thống liền là một cái hố cha tồn tại, mặc dù có thể trợ giúp ngươi mạnh lên, nhưng lại cũng cho ngươi đủ loại không đáng tin nhiệm vụ. Mà còn động một chút lại mạt sát. Hiện tại hệ thống này băng, chỉ để lại số liệu hóa cùng hối đoái bảng, cái này đối với hình hạo mà nói liền là mở hách, hơn nữa còn là quan phương hách, sẽ không xuất hiện đường rẽ. Nghĩ tới nơi này, Hình Hạo tức khắc liền theo điều ra số liệu hóa cá nhân dân bảng quan sát lên tới, Hình Hạo, chủng tộc. Vu tộc tu vi, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, huyết mạch, tiểu vu công pháp. Tổ vu đoán thể quyết thật đúng là pháo hôi một loại thuộc tính a. Cười khổ một tiếng, Hình Hạo không có có mơ tưởng cái gì, trực tiếp liền từ hệ thống không gian bên trong đem bàn cổ tâm huyết lấy ra, không chút do dự đem hắn nuốt vào bụng vận chuyển tổ vu đoán thể thuật luyện hóa lên tới. Cùng lúc đó, hậu thổ tại một trận cấp tốc chạy nhanh sau, thành công đến bất chu sơn đỉnh. Giờ phút này 11 tổ vu cùng đế tuấn, đông hoàng thái nhất chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc, song phương đều có tổn thương, bất quá tương đối mà nói. Đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tình huống nhất không ổn. Nhị đệ, rút lui đưa tay lau lau mép một cái tiên huyết, đế tuấn thần sắc có chút băng lãnh nói, lần này không làm gì được tổ vu, cơ duyên kia chờ chúng ta tại tăng lên tu vi sau tại tới lấy. Nghe vậy, đông hoàng thái nhất gật gật đầu. Phất tay đem đông hoàng trung gọi trở về tới liền dự định đi theo đế tuấn cùng rời đi. Đối với cái này, trên mặt đất 11 tổ vu cũng không thèm để ý. Cái này thời kỳ Yêu Đình còn chưa thành lập, tổ Vu cùng Đế Tuấn, Thái Nhất cũng không có cái gì không chết không thôi, cừu hận cũng không cần thiết đi hạ sát thủ. Tăng thêm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là Tam Túc Kim Ô, hắn Kim Ô hóa hồng thuật chính là giữa thiên địa đệ nhất độn thuật. Cho dù là 11 tổ Vu xuất thủ cũng khó có thể đem hắn hoàn toàn lưu lại, ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương không chết không thôi, có thể nói đến không nếm mất chư vị ca ca bắt lại đông hoàng thái nhất trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hậu thổ tiếng hô từ đằng xa truyền tới trong tay hắn đông hoàng trung là phụ thần di vật tuyệt đối không thể khiến hắn mang đi cái gì phụ thần di vật kinh hô một tiếng đế giang chờ tổ vu sợ ngây người làm là tổ vu bọn họ tự nhiên biết bàn cổ di vật ám chỉ cái gì vậy liền là khai thiên tam bảo a à trước mắt Đông Hoàng trung thế mà là khai thiên tam bảo một trong, cái này như thế nào khiến bọn họ không chấn kinh. Đồng thời, tại sau khi khiếp sợ, 11 tổ vu cũng lấy lại tinh thần tới, trước tiên hướng Đông Hoàng trung phóng đi, trong miệng cao hô. Lưu lại cho ta, Đông Hoàng thái nhất, đem phụ thần đồ vật lưu lại, Đông Hoàng thái nhất, đế tuấn, các ngươi hôm nay còn muốn rời đi? Trong lúc nói chuyện, 12 tổ vu đế giang cùng trúc cửu âm trước tiên hiển hóa tổ vu chân thân. Như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, đục thật thà vô diện mục đích không gian tốc độ tổ vu. Đầu người long thân, toàn thân xích hồng, thời gian tổ vu. Một giây sau, đế giang cùng trúc cửu âm xuất hiện ở giữa không trung quanh thân khí huyết quay cuồng ở giữa, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc phát động tức khắc liền xây dựng thời không kết giới đem mảnh khu vực này phong tỏa cùng lúc đó còn lại tổ vu chạy thẳng tới đông hoàng trung đi thế muốn có thể bắt được không tốt gặp tình hình này đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn sắc mặt đại biến bọn họ có biết rõ đông hoàng trung liền là hỗn độn chung như vậy tiên thiên trí bảo càng là hai huynh đệ hắn sống yên phận vật cái này nếu như bị tổ vu đoạt lấy hậu quả khó mà lường được trong lúc nhất thời, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng bất chấp cái khác, điên cuồng vận chuyển tự thân Đại La Kim Tiên Hậu kỳ pháp lực hướng tiến lên. Ngăn trở một đám Tổ Vu đồng thời mưu toan thu hồi Đông Hoàng trung. Đáng tiếc, hiện thực lại là tàn khốc, vẻn vẹn là Đại La tầng thứ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể làm được vô địch tư thái. Ngược lại là Tổ Vu nương tựa theo này không kém hơn thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhục thân phòng ngự chiến lực vô song một phen tranh đoạt sau, này đông hoàng trung thành công bị tổ vu cộng công chộp vào trong tay. Cộng công, đem ta đông hoàng trung còn tới. Gặp tình hình này, bị năm tên tổ vu vây đánh đông hoàng thái nhất ánh mắt đều hồng, toàn thân pháp lực cuồng bạo đồng thời, trong miệng chợt quát một tiếng. Nắn pháp ấn liền muốn đem đông hoàng trung triệu hồi tới. Nhưng mà, quỷ dị một màn phát sinh đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất Triệu Hoán, này Đông Hoàng Trung vẻn vẹn là khẽ than mấy lần, nhưng rất nhanh liền theo an tĩnh lại, liền dạng này bị cộng công nắm lấy. Thậm chí ngay cả một tí vùng vẫy đều không có. Quả nhiên là phụ thần di vật gặp tình hình này, cộng công thần sắc đại hỉ, vội vàng mở miệng nói. Đại ca, thành, đây chính là phụ thần lưu xuống tới hỗn độn chung, nghe đến lời này, đế giang chờ tổ vu cũng là vui mừng quá đỗi vây công đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất động tác cũng tăng tốc ba phân mảy may không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội đáng chết đáng chết như này tình huống dưới đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hoàn toàn bạo tàu hỗn độn chung bị đoạt lại quỷ dị không cách nào bị triệu hoán trở lại cái này khiến bọn họ cực kỳ buồn bực nhất là đông hoàng thái nhất giờ phút này càng là hận không thể đem tổ vu toàn bộ giết chết đem Đông Hoàng Trung còn cho ta, 12 tổ vu ta với các ngươi không chết không thôi. Trong miệng quát lớn, Đông Hoàng Thái nhất quanh thân ma khí sôi trào, đau mất hỗn độn chung tình huống dưới thế mà tẩu hỏa nhập ma, một thân chiến lực tăng vọt gấp trăm lần. Dùng sức một mình trấn áp mấy tên tổ vu, không tốt liên thủ trấn áp hắn. Gặp tình hình này, một bên đế giang chờ tổ vu đại kinh, lưu lại một tên tổ vu kéo lại đế tuấn sau, còn lại tổ vu nhao nhao hướng đông hoàng thái nhất tập kích đi. Bao gồm lấy được hỗn độn trung cộng công cũng không ngoại lệ. Hồng hoang, bắt đầu kịch thấu hỗn độn trung nghệ chi chúa hỗn độn trung đổi chủ, bàn cổ huyết mạch. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, đem đông hoàng trung còn cho ta nghỉ ngơi tư trong tiếng gầm gừ từ Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng truyền ra, hắn toàn thân ma khí cuồn cuộn đồng thời, cảnh giới với giờ phút này siêu việt đỉnh cấp đại la kim tiên tầng thứ. Trong lúc nhất thời, hắn quanh thân Thái Dương kim diễm sôi trào, hiển hóa ra Tam Túc kim ô bản thể tình huống dưới, lấy một địch 11 lại cũng chiếm thượng phong. Giết chiến đối mặt một cái, 11 tổ vu nội tâm rung động, lại cũng bất chấp cái khác, nhao nhao hướng đông hoàng thái nhất đánh tới. Đồng thời, nơi xa trúc cửu âm cũng là dùng thời gian chi lực khốn trụ đế tuấn, xoay người gia nhập vào là đông hoàng thái nhất trong vây công. Oanh ầm ẩm ầm ẩm oanh ẩm ầm ẩm 12 tổ vu liên thủ đối chiến đông hoàng thái nhất, kinh thiên đại chiến với bất chu sơn đỉnh kéo lên màn mở đầu đủ loại pháp tác lực bị tổ vu khống chế thi triển mà ra, có thể nhập ma đông hoàng thái nhất lại là càng chiến càng hăng, toàn thân ma khí càng ngày càng mãnh liệt đồng thời. Tam túc kim ô lợi chảo không ngừng vạch phá tổ vu này sánh ngang thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhục thân. Chiến, chiến, tiếng quát khẽ không ngừng, 12 tổ vu từng cái hiển lộ ra tổ vu chân thân cùng kịch đấu. Nhị đệ, một màn này, nhìn nơi rất xa đế tuấn thử mục đích muốn nớt hắn có thể đủ cảm giác được, Đông Hoàng Thái nhất lần này tất nhiên chiến lực siêu Việt Đại La Kim Tiên cực hạn, có thể lại cũng là binh hành hiểm chiêu. Một ngày nhập ma quá lâu vậy liền sẽ thật hoàn toàn bị lạc, đến lúc hậu quả khó mà lường được. Phá cho ta, trong miệng chợt quát một tiếng, đế tuấn tâm niệm khẽ động, trong mi tâm sông sách lạc đồ bay ra, quang huy sáng trói ở giữa, phút chốc diễn hóa một phương bát quái trấn áp thời gian một giây sau, đế tuấn thân thể lắc lư hiển hóa tam túc kim ô thân, dương cánh bay lượn hướng ra thời gian cầm giữ phạm vi, đỉnh đầu sông sách lạc đồ lao thẳng tới 12 tổ vu chỗ. Trong khoảnh khắc, đế tuấn đến cộng công phía sau khu vực lợi chảo xẹt qua trong nháy mắt tại cộng công phần lưng vẽ ra ba nói vết máu. a à, kêu thảm một tiếng, cộng công thân thể run lên, trong tay bắt lấy hỗn độn chung run lên, trực tiếp liền theo vẽ rơi. Gặp tình hình này, đế tuấn cũng không chậm trễ, hai cánh đập gió lốc đánh úp về phía đông hoàng trung đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra 12 tổ vu chỗ phạm vi. Làm xong cái này hết thảy, đế tuấn ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung nhập ma đông hoàng thái nhất quát lớn. Nhị đệ, nhanh triệu hồi đông hoàng trung. Nghe vậy, nhập ma đông hoàng thái nhất trước là sững sờ, tiếp theo liền muốn triệu hồi bay ra ngoài hỗn độn trung hạ lông xúc sinh mơ tưởng nhưng mà còn không đợi hắn hành động mấy đạo quát lớn âm thanh liền tùy theo vang dội thập đại tổ vu trong nháy mắt đánh gãy đông hoàng thái nhất hành động ngay sau đó thập đại tổ vu điên cuồng tập kích đông hoàng thái nhất không cho hắn triệu hồi đông hoàng trung cơ hội chiến đấu thỉnh thoảng tổ vu đứng đầu đế giang quay đầu quát khẽ hậu thổ, mang hỗn độn chung đi, hồi bàn cổ trong điện đem nó chấn áp, là, đáp ứng, hậu thổ trong nháy mắt rút lui ra tiến công phạm vi, lao thẳng tới nơi xa hỗn độn chung đi. Mơ tưởng, hậu thổ, người lưu lại cho ta, gặp tình hình này, đế tuấn gấp, trong miệng quát lớn, hai cánh đập thao túng tam túc kim ô thân đánh úp về phía hậu thổ. Nhưng mà, cũng liền tại giờ khắc này, cộng công tiếng giống giận dữ tùy theo vang dội đế tuấn, ngươi lưu lại cho ta. Kèm theo hai đạo tiếng long ngâm vang dội cộng công thi triển thủy chi pháp tác chạy ra, chân đạp hai điều thủy long đuổi hướng đế tuấn, nhưng tốc độ lại cũng chậm ba phân. Lúc này, hậu thổ bắt lại hỗn độn chung. Còn không đợi nàng phản ánh, đế tuấn đã đến sau người, ba chân lợi chảo đánh úp về phía hắn nơi chỗ hiểm, trong miệng quát lớn. Hậu thổ, giao ra đông hoàng trung, đế tuấn cảm giác được phía sau uy hiếp hậu thổ sắc mặt một biến bất chấp mất mà phục đến hỗn độn chung quanh thân thổ chi pháp tắc sôi trào ở giữa đột nhiên xoay người nhắm ngay tam túc kim ô oanh ra một quyền bành một tiếng lợi chảo cùng nắm đấm va chạm đế tuấn thế công bị ngăn trở hậu thổ khóe miệng lướt qua tiên huyết tràn ra thân thể lắc lư ở giữa lui về sau hơn mười bước một màn này, tức khắc khiến Hậu Phương đuổi tới Cộng Công thử mục đích muốn nứt, một cước đạp mạnh vòi nước đỉnh chạy ra, song tay nắm chắc thành quyền đập về phía Đế Tuấn chỗ, trong miệng quát lớn. "Đế Tuấn, tổn thương ta hậu thổ muội tử, ta đòi mạng ngươi." Một giây sau, Cộng Công nắm đấm đập vào Tam Túc Kim Ô thân hình khổng lồ phía trên. Bành một tiếng, Tam Túc Kim Ô bị đánh rơi trên mặt đất, Cộng Công từ trên trời giáng xuống liền cùng kịch đấu cùng một chỗ, trong miệng kêu la hậu thổ muội tử đi mau nghe vậy hậu thổ nguyên bản dự định gia nhập chiến đấu động tác vì đó mà ngừng lại nhìn cộng công một cái sau lập tức mở miệng nói cộng công ca ngươi kiên trì chịu đựng ta rất nhanh trở về tới giúp ngươi nói xong hậu thổ cặp chân phía trên thổ chi pháp tắc sao động hắn khổng lồ tổ vu chân thân một bước vạn vạn dặm cấp tốc tại bất chu sơn phía trên chạy nhanh hướng bàn cổ điện phương hướng lao đi hậu thổ, ngươi dừng lại cho ta, hậu thổ, lưu lại Đông Hoàng Trung. Một màn này, nhìn đến đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất khẩn trương, cả hai trong miệng quát lớn đồng thời, chấn khai bên người tổ vu, xoay người liền muốn đuổi theo giết hậu thổ. Đế Tuấn, lưu lại cho ta, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi chạy đi đâu, gặp tình hình này, đế giang chờ tổ vu há có thể từ bỏ ý đồ trong miệng chợt quát một tiếng, lần nữa một loạt mà lên đem hai người cản trở, đủ loại pháp tắc thần thông luân phiên oanh tạc không cho hắn bất kỳ truy sát hậu thổ cơ hội. Nhất là trong đó tổ vu trúc dung, một quyền đập vào đông hoàng thái nhất dưới háng ba tắc cười gần nói. Hạ lông xúc sinh, hỗn độn trung chính là ta vu tộc phụ thần di vật, há là ngươi có thể thăm dò, răng rắc một tiếng, loại nào đó vật thể tiếng nổ tung âm hưởng triệt nguyên bản muốn đuổi theo Đông Hoàng Thái Nhất động tác vì đó mà ngừng lại chỉ gặp hắn quanh thân ma khí sôi trào ở giữa toàn thân kim sắc lông vũ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đen như mực. Ngay sau đó Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân khí thế lần nữa tăng trưởng một mảng lớn thanh âm bén nhọn tùy theo truyền ra. Chúc Dung ta đòi mạng ngươi một giây sau đông hoàng thái nhất thế mà bỏ đuổi hậu thổ đoạt lấy hỗn độn chung ngược lại là xoay người giết tới trúc dung này đỏ tươi con ngươi bên trong tràn đầy oán độc cùng cừu hận tới đến tốt đối với cái này trúc dung chờ tổ vu lại không sợ chút nào ngược lại là thở một hơi bọn họ thật đúng là sợ đông hoàng thái nhất không để ý tới đuổi theo nói như vậy trong bọn họ duy nhất có thể đuổi theo chỉ sợ liền chỉ có đế giang bất quá bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất đã không đi, này đế giang 10 người lại cũng sẽ không tại cho hắn cơ hội, cấp tốc đi lên đem hắn vây quanh tại bên trong điên cuồng tập kích. Một cái khác đầu, cộng công cũng là đem hết toàn lực ngăn cản đế tuấn, không cho hắn bất kỳ thoát đi cơ hội, cho dù là hà đồ lạc thư đều ra. Lại cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn tránh thoát cộng công ngăn trở. Một cái khác đầu, bàn cổ ngoài điện, hình hạo quanh thân khí huyết tùy theo sôi trào luyện hóa bàn cổ tâm huyết tình huống dưới hắn huyết mạch gông xiềng biến mất hầu như không còn tu vi càng là nhất cử đạt đến đại la kim tiên tình trạng hồ tương đương mở mắt ra hình hạo cảm thụ được trong cơ thể sao động lực lượng không nhịn được cười to nói rốt cuộc đột phá đại la kim tiên sơ kỳ ta rốt cuộc có cùng hồng hoang chư thần sức đánh một trận vừa nói hình hạo từ trên mặt đất đứng lên tâm niệm khẽ động lần nữa điều ra cá nhân bảng hình hạo chủng tộc, vu tộc huyết mạch, bàn cổ huyết mạch tu vi, đại la kim tiên sơ kỳ công pháp, tổ vu đoạn thể quyết bàn cổ huyết mạch cái này thế nhưng là siêu việt tổ vu A. Nhách miệng lên, hình hạo nội tâm kích động vạn phần, vẻn vẹn là dùng huyết mạch cấp độ này, hắn đã siêu việt 12 tổ vu, cho dù là không có nguyên thần, lại cũng có nhục thân chứng đạo có khả năng kích động sau, hình hạo rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn một chút hệ thống không gian bên trong nằm bàn cổ mở thiên tâm phải cùng hồng mông lượng thiên xích hơi trần chờ nói, hệ thống. Rút ra bàn cổ mở thiên tâm đến. Hồng hoang, bắt đầu kịch thấu hỗn độn trung nghệ chi chúa bàn cổ truyền thừa, tu sĩ vây quanh hậu thổ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Đinh, rút ra hoàn tất một giây sau, hình hạo liền cảm giác được vô số ký ức tùy theo tiến vào trong đầu của mình. Tại cổ này trong trí nhớ, hình hạo tựa như hóa thân bàn cổ, cầm tay khai thiên phủ, chân đạp 36 phẩm hỗn độn thanh liên, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp khai thiên tích địa. Chém giết trước tới ngăn trở bản thân 3.000 ma thần. Rất lâu, hình hạo mới từ mở thiên tâm có được bên trong tỉnh lại, bên tai hệ thống nhắc nhở tiếng vang triệt. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được bàn cổ cửu chuyển thần công đinh chúc mừng ký chủ lấy được bàn cổ khai thiên cửu thức đinh chúc mừng ký chủ lấy được bàn cổ tế luyện pháp mở mắt ra hình hạo nội tâm mừng như điên bàn cổ cửu chuyển thần công đây chính là bàn cổ tu luyện công pháp không giống với tam thanh truyền thừa cửu chuyển huyền công cũng khác biệt tổ vu truyền thừa tổ vu đoạn thể quyết căn cứ mở thiên tâm đến ghi chép, bàn cổ cửu chuyển thần công phân là cửu truyền. Nhất chuyển chân tiên, nhị chuyển thái ất chân tiên, tam chuyển kim tiên, tứ chuyển thái ất kim tiên, ngũ chuyển đại la kim tiên, lục chuyển chuẩn thánh, thất chuyển hỗn nguyên thánh nhân. Bát chuyển thiên đạo thánh nhân, cửu chuyển đại đạo thánh nhân. Cũng liền là nói, chỉ cần đem này công pháp tu luyện đến thất chuyển tình trạng, hắn liền có thể ngang hàng tương lai hỗn nguyên thánh nhân, cũng liền là hậu thế tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ oa tầng thứ đến mức bàn cổ khai thiên cửu thức thì càng kinh khủng hơn đây chính là bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm cảm ngộ thủ đoạn đem cả người cảm ngộ đều sáp nhập vào trong đó bất quá căn cứ ghi chép dùng hình hạo hiện tại đại la kim tiên tu vi nhiều nhất cũng liền có thể thi triển trước hai thức đằng sau căn bản là khống chế không được Đương nhiên, để cho hình hạo kích động vẫn là này bàn cổ tế luyện pháp, căn cứ cái này trong đó ghi chép cũng không hề muốn nguyên thần cũng có thể tế luyện tiên thiên linh bảo. Bất quá là cần dùng tâm huyết tế luyện, cực kỳ khó khăn cùng dài rằng giặc thôi. Một hồi, hình hạo hồi thần lại, sau khi hít một hơi dài, tức khắc ý niệm trao đổi nói, hệ thống, rút ra hồng mông lượng thiên xích. Một giây sau, hồng mông lượng thiên xích liền theo xuất hiện ở hình hạo trong tay dò xét nhìn mấy lần, hình hạo nhếch miệng lên nói. Vừa vặn đến bàn cổ tế luyện Pháp, trước hết đem ngươi luyện hóa biến thành của mình đi, vừa nói, hình hạo mãnh cầm lên hồng mông lượng thiên xích đâm vào bản thân lồng ngực. Khi khi một tiếng, tiên huyết dâng trào, theo lấy bản cổ tế luyện Pháp vận chuyển, hình hạo tim đập nhanh, không ngừng đem này hồng mông lượng thiên xích hút vào trong đó sau một lát ba thước dài hồng mông lượng thiên xích liền bị hoàn toàn hút vào đến hình hạo trái tim bên trong ngay sau đó hắn lồng ngực lỗ máu cũng theo đó khép lại nếu như không phải còn có vết máu lưu lại đều khiến người hoài nghi vừa mới một màn có phải hay không ảo giác thành cảm giác được phiêu phù ở trái tim bên trong hồng mông lượng thiên xích hình hạo khóe miệng tiếu dung càng đậm đồng thời vô ý thức liền chuẩn bị khoanh chân tọa lạc chuyển tu bàn cổ cửu chuyển thần công. Dù sao so với bàn cổ cửu chuyển thần công, hắn tu luyện tổ vu đoán thể thuật muốn nhỏ yếu quá nhiều, đồng dạng ngũ chuyển tầng thứ tu luyện bàn cổ cửu chuyển thần công tình huống dưới. Chiến lực chỉ ít là tu luyện thuê vụ đoán thể quyết 50 lần. Tặc tử, ngươi dám, ngăn trở bọn họ, cứu viện hậu thổ tổ vu. Đột nhiên, nơi xa từng đạo quát lớn âm thanh truyền tới tức khắc hình hạo tọa lạc động tác vì đó mà ngừng lại vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lại có thể thấy ở phía xa bất chu sơn chân núi chỗ một đoàn tu sĩ chính cùng tổ vu hậu thổ đứng chung một chỗ đồng thời đã triệu tập từng cái bộ lạc đại vu hình thiên cũng dẫn theo chúng đại vu gia nhập chiến cuộc điên cuồng sát nhập vào trong đó muốn cứu viện bị tu sĩ vây công hậu thổ tu sĩ vây công hậu thổ, 12 tổ vu sẽ không thật đem đông hoàng thái nhất hỗn độn chung cho đoạt đi, nhìn thấy màn này, hình hạo trợn mắt hốc mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bởi vì bản thân kịch thấu đưa đến tổ vu cường đoạt hỗn độn chung, hơn nữa nhìn cái này tư thế tựa hồ còn thành công. Không có hỗn độn chung đông hoàng thái nhất, còn sẽ là tương lai đông hoàng, không có hỗn độn chung yêu tộc, còn có thể là vu tộc đối thủ trong đầu suy nghĩ nhảy lên, hình hạo đáy mắt tinh quang lóe lên, lúc này cũng bất chấp chuyển tu bàn cổ cửu chuyển thần công, xảy bước liền hướng chiến đấu chạy đi. Hỗn độn chung bị đoạt, yêu tộc tương lai chiến lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm sắc nhọn. Làm là vu tộc một thành viên, hình hạo có thể rõ ràng vật này tầm quan trọng, không chỉ người sở hữu công phòng nhất thể năng lực càng có khả năng chấn bảo vệ khí vận nếu như vu tộc đến hỗn độn chung tương lai vu yêu đại chiến chưa chắc không thể nghịch thiên cải mệnh một đường chạy như bay hình hạo rất nhanh liền theo đến chiến trường chỗ phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy chiến trường cực kỳ hỗn loạn dùng hình thiên cầm đầu đại vu cùng đông đảo đại la kim tiên tu sĩ chiến đấu cùng một chỗ từng tôn đại vu chân thân càn quấy tuy là những cái kia đại la kim tiên tu sĩ cũng khó có thể chống đỡ không thể không cùng bên người người liên thủ ngăn cản Đại Vu chân thân đã đạt đến sánh ngang Tiên Thiên Linh Bảo tầng thứ, bình thường pháp bảo căn bản không cách nào thương tới, đến mức Tiên Thiên Linh Bảo. Tại cái này Hồng Quân đều còn chưa chứng đạo tình huống dưới, Hồng Hoang nắm giữ Tiên Thiên Linh Bảo người càng ngày càng ít. Gặp tình hình này, hình Hạo tức khắc thở một hơi hình thiên đám người bên này tình huống còn tốt, nhưng nơi xa hậu thổ tình huống lại là cực kỳ không ổn, dù là làm là đại la kim tiên đại viên mãn tồn tại, dù là chiến lực siêu việt cùng cảnh giới tu sĩ. Có thể lại cũng không ngăn được tu sĩ người đông thế mạnh. Có thể thấy hậu thổ tại những cái kia tu sĩ tập kích phía dưới toàn thân vết thương trồng chất, nhất là tay trái còn đang nắm hỗn độn chung, chỉ có tay phải có thể ngăn địch tình huống dưới hừ thật đúng là không biết xấu hổ a à, nhiều người vây công như vậy một cái nữ nhân chửi bậy một câu hình hạo ánh mắt tùy theo khóa chặt đang vây công hậu thổ chín bóng người phía trên có thể thấy cái này chín người phân là năm cái đoàn thể chính diện cùng sau thổ chiến đấu ba người phân biệt là một lão già một cái trung niên nam tử cùng một tên thanh niên ba người này một cái tay cầm đòn gánh một cái cầm tay ngọc như ý một cái cầm tay trường kiếm màu xanh quanh thân tản ra bàn cổ khí tức tu vi cũng đạt đến đại la kim tiên đại viên mãn tình trạng bàn cổ tam thanh thế mà là bọn họ đáy mắt vẻ mặt ngưng trọng lóe lên hình hạo ánh mắt lại nhìn về phía hậu thổ tả hữu hai phía bốn người bọn họ là hai cái tiểu đoàn thể bên tay trái chính là một nam một nữ quanh thân âm dương khí tức nồng nặc một cái cầm tay đàn một cái người thân đuôi rán sau đó đất bên tay phải thì là hai cái nam tử một mập một gầy mập cái kia mặt mũi tràn đầy khó khăn tựa như người khác thiếu hắn tám trăm vạn mà lục soát thì cực kỳ bỉ ổi cầm tay một cái cành cây không ngừng huy vũ âm dương ngũ hành lực cuồn cuộn không ngừng tập kích mà ra phục hy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề nhìn ra bốn người thân phận hình hạo nội tâm càng thêm trầm trọng ba phân bàn cổ tam thanh thì cũng thôi đi cái này bốn người thế mà cũng gia nhập vào đối hỗn độn chung tranh đoạt bên trong hậu thổ lần này tình cảnh nguy đã cô nén ra tay cứu viện xúc động hình hạo ánh mắt khóa chặt ở phía sau đất phía sau khu vực có thể thấy hai người kia trong đó một cái cầm tay song kiếm mặt khác một cái thì là toàn thân âm lãnh hất lên lông vũ áo khoác tu vi đều là đại la kim tiên hậu kỳ a tỷ nguyên đồ này người là minh hà toàn thân lân vũ làm côn bằng pháp một cái khác là côn bằng nhận ra hai người thân phận hình hạo thần sắc như hồng hoang bắt đầu kịch thấu hỗn độn trung nghệ chi chúa hậu thổ quát tháo hình hạo đấu côn bằng nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com hình hạo, đột nhiên, một đạo tiếng hô truyền tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hậu thổ tại bị chịu tam thanh đám người vây công tình huống dưới chú ý tới hình hạo tồn tại, trong miệng cao hô một tiếng. Mãnh phát động thổ chi pháp tác đem tam thanh đám người đánh lui, tiếp theo hơi vung tay liền đem này tiên thiên trí bảo hỗn độn chung ném về phía hắn. Làm xong cái này hết thảy, hậu thổ tức khắc vì đó cao hô mang hỗn độn chung đi, quay trở về bàn cổ điện đem hắn bỏ vào huyết trì bên trong. Hưu tiếng xé gió vang dội, hỗn độn chung tức khắc bay đến hình hạo trước người khu vực. Cái này, hình hạo thì là sợ ngây người. Thế nào cũng không nghĩ tới hậu thổ thế mà lại đem dạng này trách nhiệm giao cho mình. Bất quá hắn lại cũng không chậm trễ, mặc dù vu tộc đối hỗn độn chung quan tâm không ngờ, có thể dù sao là tiên thiên trí bảo, hắn há có thể không tâm động đem hỗn độn chung bắt vào tay, hình hạo không nói nhảm, rứt ra liền hướng lấy hậu phương chạy nhanh đi. Lưu lại hỗn độn chung, tặc tử, đừng đi. Một màn này, tức khắc dẫn tới tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ oa phục hy, minh hà cùng côn bằng đám người tật hô. Nguyên một đám lại cũng bất chấp hậu thổ tồn tại, lách mình liền muốn đuổi theo cầm hỗn độn trung hình hạo. Chạy đi đâu, gặp tình hình này, hậu thổ lại là tùy theo làm khó dễ không có hỗn độn chung tại thân hậu thổ một thân chiến lực lại cũng không có bận tâm chân đạp đất thổ chi pháp tác dũng động ở giữa vô số vẫn thạch từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập về phía tam thanh đám người trở ngại bọn họ đi tới không chỉ như thế những cái kia vẫn thạch ở phía sau đất dưới thao túng còn không ngừng đập về phía nơi xa cùng vu tộc chiến đấu tiên thiên thần cách nhóm giờ khác này đất tổ vu khủng bố một mặt tùy theo hiện lên đáng chết, đáng chết, cảm giác được tự thân đường đi bị ngăn cản, tam thanh đám người nguyên một đám sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hỗn độn chung, đây chính là khai thiên tam bảo một trong, cái này nếu như bị vu tộc đoạt được, há có thể làm nghỉ. Thông thiên, nguyên thủy, giúp ta. Trong miệng chợt quát một tiếng, lão tử dẫn đầu làm khó dễ, tâm niệm khẽ động, sau này công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng tháp liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Ngay sau đó, lão tử tại nguyên thủy cùng thông thiên che chở phía dưới cấp tốc hướng ngoại giới lao đi, tuy là hậu thổ thao túng thổ chi pháp tác ngưng tụ vẫn thạch cũng không cách nào ngăn trở. Cùng lúc đó, đám người bên trong côn bằng cũng là tùy theo hành động. Kèm theo một đạo tiếng hót vang lên, côn bằng hiển hóa đại bằng chân thân, dương cánh ở giữa hóa thành một đạo lưu tinh chạy ra hậu thổ tập kích phạm vi. Gặp tình hình này, tiếp dẫn, chuẩn đề, Minh Hà, nữ oa cùng Phục Hy cũng mưu toan phá vây. Đáng tiếc, hiện thực lại là tàn khốc. Bọn họ không phải tam thanh có trí bảo hộ thân, cũng không phải côn bằng độn thuật vô song, đối mặt hậu thổ siêu Việt đại la kim tiên chiến lực căn bản không rảnh thoát đi. Có thể mặc dù là như thế, hậu thổ sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Tam Thanh cùng Côn Bằng ra ngoài, bốn người này bên trong Lão Tử là Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thì là Đại La Kim Tiên Viên Mãn. Cho dù là Côn Bằng cũng là Đại La Kim Tiên Hậu Ký. Một ngày bốn người đuổi theo hình hạo nói, này hỗn độn trung ắt sẽ bị hắn đoạt lấy, đến lúc vừa nghĩ đến đây hậu thổ cũng bất chấp cái khác tức khắc liền nhìn về phía nơi xa chiến trường nói hình thiên hậu nghệ nhanh chóng đi chợ giúp hình hạo che lại hỗn độn trung hồi bàn cổ điện khoa phụ người nhanh chóng trên bất chu sơn đỉnh đem tin tức báo cho chư vị tổ vu khiến bọn họ trở lại là là nên là vang lên hình thiên hậu nghệ cùng khoa phụ ba người không dám thất lễ cấp tốc rút lui mảnh khu vực này sau cấp tốc đi chấp hành hậu thổ mệnh lệnh đợi ba người rời đi, hậu thổ cũng trùng điệp thở một hơi, ánh mắt quét qua bên người tiếp dẫn đám người, đôi mắt bên trong lướt qua hung ác lệ vẻ lóe lên, mãnh phun ra một ngụm máu tươi. Trong miệng quát lớn, phụ thần, giúp ta. Ông ông, tổ vu máu nhuộm đẫm không chu toàn, đại địa nổ vang ở giữa, một cỗ đáng sợ bàn cổ khí tức với giờ phút này bay lên mà lên, trong khoảnh khắc gia chỉ ở phía sau đất tổ vu chân thân phía trên giống, gầm nhẹ gào thét một tiếng, hậu thổ một thân khí thế tăng trưởng gấp trăm lần không ngừng, song chân đạp đất mãnh một chùy đại địa, vô biên bụi đất bay lên. Tại thổ chi pháp tắc điều khiển phía dưới, xây dựng ra một phương kết giới, hoàn toàn phong chết tất cả tiên thiên thần cách ra ngoài có khả năng. Làm xong cái này hết thảy, hậu thổ sắc mặt hơi hơi hiện trắng, nhưng lại cũng không có chút nào vẻ hối tiếc, quay đầu nhìn về phía một bên tiếp dẫn đám người không chút do dự thao túng tổ vu thật trên người giết chóc một cái khác đầu hình hạo ôm lấy hỗn độn chung cấp tốc chạy nhanh cảm thụ được dưới chân bất chu sơn truyền ra này sôi trào mãnh liệt bàn cổ khí tức nội tâm ngạc nhiên vô cùng bàn cổ khí tức bất chu sơn bên trong thế mà ẩn chứa như thế khổng lồ bàn cổ khí tức trách không được hậu thế hồng quân chứng đạo thành thánh sau muốn nhờ tay yêu tộc hủy diệt vu tộc trách không được hậu thế thánh nhân nhóm rõ ràng có năng lực ngăn cản không được Chu Sơn sụp đổ lại tại cộng công nộ đụng bất Chu Sơn thời điểm bất vi sở động. Hợp lấy hết thảy nguyên do đều là bởi vì cái này bất chu sơn bên trong bàn cổ khí tức, bọn họ là sợ bàn cổ tại thế, bọn họ là sợ vu tộc sống lại bàn cổ. Lệ đột nhiên, một đạo tiếng hót vang vang dội hình hạo chỉ cảm thấy đến trước mắt một ám ngẩng đầu nhìn lại vô cùng khổng lồ kim xí đại bằng điều bay đến bản thân đỉnh đầu khu vực tiểu bối lưu lại hỗn độn chung côn bằng tiếng gầm vang dội giữa không trung kim xí đại bằng điều hai cánh đập vô biên gió lốc quét sạch từng cây lông vũ rơi xuống tựa như mưa rào một loại đánh úp về phía hình hạo chỗ không tốt là côn bằng nguy cơ hàng lâm hình hạo thần sắc chợt biến nhất là những cái kia lông vũ phía trên hàm chứa ba động, càng là khiến hắn cảm giác được tử vong khí tức. Vừa nghĩ đến đây, hình hạo chạy nhanh động tác vì đó mà ngừng lại, tâm niệm khẽ động, trong cơ thể huyết mạch tùy theo sôi trào, trong miệng quát lớn. Đại vu chân thân lộ ra, giống tiếng quát khẽ lên, hình hạo đại vu thân hiển lộ, toàn bộ người dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng đến 1.000 mét cao độ, toàn thân u quang sáng chói có nhàn nhạt bàn cổ ý tràn ngập một giây sau, côn bằng lông vũ hàng lâm, cuồn cuộn không ngừng đánh vào hình hạo thân thể phía trên. Chanh, chanh, ánh lửa văng khắp nơi, này nguyên bản đủ để uy hiếp hình hạo tính mạng lông vũ lại không cách nào phá vỡ đại vu chân thân phòng ngự, ánh lửa văng khắp nơi. Từng cây lông vũ rớt xuống tại đất mất đi quang huy hồ tương đương cảm giác được quanh thân này nhàn nhạt cảm giác tê dại hình hạo nội tâm thở một hơi đồng thời toàn bộ người hai con ngươi bên trong chiến ý cũng theo đó dâng trào mà ra tám trăm năm cá mặn sinh hoạt khiến hắn sớm đã mất đi vu tộc hiếu chiến tâm càng mất đi lúc đầu xuyên việt thời điểm hào tình tráng trí nhưng lần này hệ thống thức tỉnh thực lực bản thân tăng trưởng lại cũng khiến hắn lần nữa tìm về một khắc kia hiếu chiến tâm nhất là tại cảm giác được côn bằng tập kích tựa hồ không làm gì được bản thân tình huống dưới hắn cái này mới hoàn toàn phản ứng qua tới mình đã không kém hơn những cái này tiên thiên thần cách vừa nghĩ đến đây hình hạo không khỏi nhếch miệng cười một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bay lượn côn bằng cặp chân cong liền thả người nhảy lên một giây sau, hình hạo cùng côn bằng đủ cao, phải tay nắm chắc thành quyền hung hăng đập vào côn bằng này thân hình khổng lồ phía trên, lực pháp tác lạng yên phát động. Bành một tiếng, côn bằng như bị sét đánh, thân hình khổng lồ tại run lên sau, tựa như vẫn thạch một loại từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập tại mặt đất trên.